với những cái động lực đó thì anh Hưng có thể chia sẻ cái bức tranh về kỳ vọng kết quả kinh doanh hay là về góc độ tài chính của Techcombank cho năm 2024 tới được không ạ? Xin mời anh ạ. Vâng, cảm ơn chị. Thì thực ra với những cái động lực như vậy thì chúng tôi cũng kỳ vọng cái tăng trưởng trong 2024 sẽ tích cực. Có thể nói đầu tiên ấy, có lẽ chúng ta nói về mặt nguồn vốn thì Techcombank sẽ tiếp tục tập trung vào cái thế mạnh của mình là cái tỷ lệ CASA tốt, cho nên chúng tôi cũng sẽ kỳ vọng rằng là tỷ lệ CASA với tất cả những cái đầu tư mà chúng tôi đã thực hiện và những cách tiếp cận mới cũng đi kèm với các cái sự hồi phục của những cái thị trường chính thì chúng tôi kỳ vọng rằng là tỷ lệ CASA sẽ tiếp tục hồi phục trong năm 2024 và tăng trưởng lên những cái mức cao hơn. Thì từ đấy nó sẽ có tác động tốt đến cái chi phí về huy động vốn nói chung. Khi mà chúng tôi cũng kỳ vọng rằng COF như vậy cũng sẽ đi xuống và do vậy cái nó sẽ có tác động tốt đến NIM và NIM sẽ hồi phục sau khi mà đi xuống đến mức thấp trong năm 2023. Mức thấp đây là so với cái NIM lịch sử của Techcombank. Thế thì từ đấy cái thu nhập từ lãi đương nhiên là sẽ tiếp tục tăng trưởng khi mà chúng ta mở rộng những cái cơ sở khách hàng và cái base về dư nợ đúng không? Cùng với cả cái NIM có sự cải thiện. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái thu nhập từ phí, đây là cái trọng tâm chính, trọng tâm lớn của Techcombank. Thì chúng tôi như tôi cũng đã chia sẻ với quý vị lúc nãy thì với cái động lực phát triển như vậy, cơ hội phát triển như vậy cùng với những cái thế mạnh của Techcombank thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng thu nhập về phí sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đó, sau những cái tăng trưởng cũng rất là tốt ở năm 2023. Bên cạnh đấy thì nó nếu mà nói về tổng thu nhập thì đương nhiên trên cơ sở như vậy thì cái chúng tôi kỳ vọng rằng cái thu nhập hoạt động và cả lợi nhuận trước thuế sẽ có sự tăng trưởng tốt. Và cụ thể những cái kế hoạch tăng trưởng này thì chúng tôi sẽ xin phép báo cáo ở cái đại hội cổ đông sắp tới. Ở một khía cạnh khác khi nói thì có thể nói đến cái chất lượng tài sản thì như chị Hà lúc đầu có nói thì chị Hà cũng có những cái lo ngại về cái chất lượng tài sản chung của ngành thì cũng xin chia sẻ với quý vị rằng là đối với chất lượng tài sản thì Techcombank cũng đang có cái chất lượng tài sản ở mức tốt và lành mạnh như tôi có chia sẻ một phần lúc nãy. Thì cuối năm 2023 thì cái mức NPL của chúng ta đang ở cái mức khoảng 1,19% thì chúng tôi kỳ vọng rằng nó NPL nó sẽ tiếp tục duy trì ở cái mức lành mạnh này trong năm 2024. Và một cái yếu tố cuối cùng thì tôi cũng muốn xin nhắc tới là cái thế mạnh về nền tảng vốn của Techcombank thì Techcombank là ngân hàng thuộc loại có cái nền tảng vốn dày nhất trong ngành ngân hàng. Ở cái thời điểm cuối năm 2023 thì chỉ số K của chúng tôi là khoảng mức 14,4%. Thì kể cả với những cái điều mà chúng tôi cũng có công bố gần đây, ví dụ như là về cái dự kiến về cái việc chúng tôi sẽ trình về chính sách chia cổ tức tiền mặt thì với cái dự kiến về lợi nhuận của Techcombank vân vân thì chúng tôi cũng vẫn kỳ vọng rằng cái nền tảng vốn K này nó sẽ tiếp tục duy trì ở cái mức chỉ số như vậy, trên cơ bản là như vậy. Xin cảm ơn quý vị.